Thưa quý vị, giá vàng trong nước đã khép lại một tuần diễn biến sôi động hơn các tuần trước đó nhờ bám sát diễn biến trên thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng hôm nay ngày 10 tháng 10, vàng SGC tăng vọt lên sát 58 triệu đồng Cụ thể, giá vàng SGC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến sát mốc 58 triệu đồng khi tăng thêm 100.000 đồng trong phiên giao dịch hôm qua lên 57,25 đến 57,95 triệu đồng trên một lượng. Phiên cuối tuần cũng là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp của giá vàng thương hiệu quốc gia với mức giá chốt tuần này. Vàng SGC cũng trở lại là thương hiệu đắt nhất thị trường. Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng chốt tuần gần mốc 58 triệu đồng với 56,90 mươi đến 57,80 triệu đồng trên một lượng. Các thương hiệu nhỏ hơn, giá vàng 4 số 9 thương hiệu NPQ chốt tuần 50,60 đến 51,30 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng 24K dòng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đóng cửa 50,78 đến 51,43 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Tính chung cả tuần qua, giá vàng SJC tăng 800.000 đồng. Đây là tuần tăng mạnh nhất của giá vàng SJC trong gần 3 tháng qua. Giá vàng Doji tuần qua cũng tăng mạnh 200.000 đồng, trong khi đó giá vàng dòng thăng long chỉ nhích nhẹ thêm 20.000 đồng, còn lại giá vàng NPQ chỉ thêm được 50.000 đồng mỗi lượng. Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng thế giới đóng cửa ở mức thấp của phiên là 1.758,10 đô la Mỹ trên một ao, sau khi đã lập đỉnh tại 1.783.000 đô la Mỹ trên một ao, tại 1.783 đô la Mỹ trên một ao giá vàng tuần qua giao động không lớn nhưng theo hướng đi xuống trong bối cảnh đồng đô la mỹ và thị trường cổ phiếu mỹ tăng mạnh trong những phiên tới thị trường sẽ nghe ngóng các thông tin về việc cục dự trữ liên bang mỹ fed có thay đổi kế hoạch giảm mua trái phiếu hàng tháng trước cuối năm nay hay không trước dữ liệu việc làm mới nhất này